Ở bên Nono này ít người nên các bạn có câu hỏi nào thầm kín các bạn cứ hỏi thoải mái đi, mình sẽ trả lời cho các bạn hết. Chúng ta cũng ngồi nói chuyện một tí xong rồi chúng ta chơi game xong. Tại vì hôm nay mình livestream đến tận 6 7 giờ sáng rồi nên là các bạn nào mà muốn ngồi thâu đêm xem livestream thì các bạn hãy chuẩn bị sẵn cho mình một chút đồ ăn đi. Hãy quấn cho mình một điều củi và hãy chuẩn bị cho mình một chút nước ngọt. Chúng ta sẽ ngồi với nhau đến khoảng 7 giờ sáng, sau đó chúng mình đi ăn sáng và chúng mình đi ngủ là vừa. Bọn mình sẽ có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Nào nhá, đi mẹ mày thằng Duy Anh năm nhá. Bố mày không spam nữa, bố bàn chết mẹ mày. Anh có thể nêu cảm nghĩ về những trận đấu vừa qua được không? Anh chả có cảm nghĩ gì cả. Đúng ra hôm nay anh cũng phải cắt đấy, nhưng mà thế nhưng mà cắt thì đéo có sức mà về nhà live stream nữa. Thế là miss cái hợp đồng Nono. Miss hợp đồng Nono là ăn lồn. Thế là thôi, anh đéo nhận làm một cái gì cả. Em nghĩ anh nên vào bắn cho team đi anh, để bọn nó nắm đầu, anh vào bắn để cứu vãn tình hình đi. Trời vãi lồn thế. Em mẹ mẹ đánh giá cao anh thế cơ à? Trời ơi, ước gì các thành viên trong team cũng đánh giá cao anh như vậy. Anh ơi, có rất đưa điện thoại cho em đi sửa. Mà em sửa xong có đọc tin nhắn biết nó có người yêu rồi, mà hôm qua em hỏi thì nó bảo là chưa. Thứ nhất ấy, em đọc tin nhắn người ta là sai nha. Em nói thật đấy. Tuy nhiên là nếu như sự việc đã như thế rồi thì em nên rút đi. Rút đi trong im lặng, tức là mình coi như mình không biết gì cả. Người phụ nữ đấy là một người phụ nữ tham lam và nhan hiểm em ạ. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Và nếu như mà em vẫn còn có ý định đâm theo ấy, vẫn yêu người ta mà sau này mà yêu với cái cưới ấy, nhớ nhá, đừng bao giờ cho người yêu chơi chất kích thích, nhất là chơi đá. Vì những người phụ nữ nguy hiểm và nhan hiểm như thế, dễ khi chơi đá sẽ tưởng tượng mình là một con yêu tinh đi giết người lắm em. Nguy hiểm lắm. Thủ dâm nhiều có sao không? Anh có thể khẳng định với em luôn là thủ dâm nhiều. Anh không biết con gái nào nhưng con trai ấy. Anh có thể khẳng định với em luôn là thủ dâm nhiều nó sẽ dẫn đến yếu sinh lý. Anh khẳng định với em luôn đấy. Với cả chưa kể là nếu như mà cái tần suất của em hoạt động quá nhiều, em xuất tinh quá nhiều thì em sẽ bị nhiễm trùng đầu bao, nhiễm trùng bao quy đầu, nhiễm trùng đầu chim ấy. Nó dễ gây ra một cái bệnh kiểu như là, nói chung là mấy bệnh nhiễm trùng nó bị hôi. Ở đây anh có tìm hiểu và anh biết như vậy, chắc chắn với em luôn. Các bạn nam đầu chim em biết thẩm du và xuất từ năm lớp 4. Nhìn lại chim vào quả ớt đã biết sóc lọ rồi. Và từ đến giờ mỗi ngày em đều thẩm một lần và em cảm thấy không dứt ra được. Ui. Vì vậy cái vấn đề này của em là một trong những cái vấn đề của tất cả mọi người ấy. Anh không dám nói to thì vợ anh đang ở ngoài. Còn đây là một cái vấn đề tất cả mọi người đéo dứt ra được. Bị quen ấy. Có người thì đi tắm, có người thì đi mẹ trước khi đi ngủ. Trong hôm nào mà đéo ấy lại bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu. Đây là một thói quen cực kỳ xấu luôn. Xấu vãi lồn ấy. Các bạn nam giấu chim nha, em có nên đi khám không? Chứ em chưa 18 em thấy em yếu quá. Đi khám đi còn làm đéo nữa. Thì bại mày cứ lạm dụng cho lắm vào. Anh có thừa tỉa lông mũi không? Anh không cắt mà anh nhổ. Ở đây đéo biết có ai như mình không? À, có nhiều người nhá, người ta không bao giờ để ý đến cái lông mũi. Như bản thân mình nhá, ngồi sau gương mà mình thấy cái lông mũi nó thò ra là mình thấy cực kỳ khó chịu và trông nó cứ nhếch nhếch bẩn bẩn thế nào. Cái này mình chia sẻ thật. Nên là mình mà ngồi làm cái gì rảnh rảnh nữa, mình ngồi xem phim hay mình làm gì là mình hay nhổ ra này, mình nhổ thẳng luôn đấy, đau thì đau thật nhưng mà địt mẹ lần sau đéo thòi ra nữa. Anh em đặt áo đi, bao giờ được gọi đặt lại? Chắc là 1-2 hôm thôi, tại vì đang gọi mà hình như gọi được hơn một nửa rồi sao, thì em chịu khó đợi một tí nhá. Em xem anh từ lâu rồi mà trước đến giờ chưa có câu hỏi nào. Hôm nay em muốn hỏi anh là em muốn làm streamer như anh thì nên bắt đầu từ đâu ạ? Bắt đầu từ đâu ạ? Bắt đầu từ việc mua một cái máy tính, mua một cái webcam, có một cái đường truyền thật khỏe và nghĩ ra một cái nội dung để thu hút người xem. Đừng bắt chước bất cứ một ai cả, hãy cứ là em. Nhưng mà nếu như em đéo có cái gì, em là một con người nhạt nhẽo và em là một người không nhanh nhạy trong cái công việc ấy, thì tốt nhất đừng làm trong cái công việc này. Và thêm nữa là cái việc này ấy, khi mà em làm nó sẽ bị cuốn vào và dần dần nó sẽ rất là nhiều áp lực. Nó cũng đồn lắm. Nhưng mà đánh đổi được thì nếu như mà em thành công ấy, thì em sẽ được hai thứ. Một là tiền, rất nhiều tiền luôn. Cái ngành streamer bây giờ là một trong những ngành hái ra phải nói là cực kỳ nhiều tiền. Nó là ngành giải trí mà. Có lẽ là các bạn làm ngoài các bạn sẽ không tưởng tượng được là cái tiền nó kiếm được một tháng nó nhiều đến mức nào đâu. Từ những cái hợp đồng quảng cáo cho đến những cái độc quyền cho nhãn hàng hay là livestream về tiền donate các thứ, nó sẽ rất nhiều. Thứ hai là các bạn sẽ được một thứ mà nhiều người ai cũng, hầu như là mọi người ai cũng thích. Và khi hỏi thì mọi người ấy bảo là đéo cần đâu, nhưng mà hầu như ai cũng sẽ thích. Đấy là sự nổi tiếng. Mình có thể khẳng định với các bạn luôn, chắc chắn. Nhưng mà dần dần những cái đấy nó sẽ trở thành áp lực, mệt mỏi vãi lồn. Em có sẵn sàng cho những thứ đấy không? Làm streamer bây giờ, nếu như mà để bắt đầu bây giờ làm thì nó sẽ hơi muộn.
nó sẽ có hai cái, một có cả lợi cả hại. Một là em bắt đầu muộn so với người ta, thì người ta đã có thói quen xem những streamer khác rồi. Nhưng mà hai là cái thị trường nó đã được định hình rồi, streamer nó đã là một cái nghề rồi. Khi mà bắt đầu đã có một cộng đồng xem streamer rồi thì em bắt đầu cũng có một cái lợi thế của em. Tự nhiên em sẽ làm như thế nào đấy là vấn đề của em thôi. Anh có thể chia sẻ mức lương streamer hay có thể mức lương của anh được không? Thực ra rất là khó. Anh nhìn vào thì anh có thể đoán được là M là người ta, các streamer khác có mức thu nhập khoảng bao nhiêu. Nhưng mà với cá nhân anh thì anh là một trong những streamer nó rất là thiếu may mắn em ạ. Cái nghề này với anh rất là vất vả, nên là các streamer khác thì ví dụ như Pew thì một tháng nó thu nhập được khoảng 600-700 triệu. Làm ít như thằng Seme thì một tháng được khoảng 300 triệu. Còn anh thì anh hơi đen một tí, với cả là tại vì những mối quan hệ của anh không có, anh hay lòng làm lòng mất lòng người khác, cho nên là tháng anh chỉ được kiếm được khoảng 7.5-8 triệu thôi. Em là người có tính cách nói chuyện hài hước, bây giờ em có thể dùng tính hài hước đấy để lên stream không ạ? Ít người hài hước mà nhận là mình là người hài hước lắm em. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là em là một người hài hước, ok, có thể em hài hước trong cuộc sống, có thể em hài hước với bạn bè. Nhưng mà có bao giờ em tự tin em ngồi nói chuyện một mình với một cái webcam chưa? Nhiều người ngồi đéo dám nói gì, đéo biết nói gì. Mình còn nhớ cái lần đầu tiên mà mình cắt giải đấy, khi mà mình đã làm streamer rồi nhưng mà mình đã có kinh nghiệm, mình đã nói rất là nhiều rồi. Nhưng mà khi mà lần đầu tiên mình cắt cái giải The Last Pew Noi của thằng Pew ấy, mình ngồi cứng họng đéo nói được cái gì cơ. Đấy, thấy không? Dễ đéo đâu. Ok, bạn là một người hài hước, nhưng mà khi mà bạn vận dụng vào cái công việc đang làm, ví dụ cái việc stream này này, bạn có dám nói không? Bạn có phát huy được cái tính hài hước đấy của mình không? Và cái hài hước này có mới hay không? Thì phải cứ hài hước, ok, hài được khoảng mẹ 1-2 tuần thật là ý mẹ ý tưởng, đéo nói được cái gì nữa thì xong. Cái quan trọng ấy, làm nghề này bạn phải có kiến thức. Kiến thức về xã hội, kiến thức về game, kiến thức về tình cảm, kiến thức đủ thứ. Suốt ngày phải học hỏi à? Em quay mở nữa chứ em có tỏ tình thì bạn muốn tiếp tục không? Thì bạn câu chuyện của em vắn tắt vãi cả lồn. Bịt bại, cứ từ từ đã em nào. Vừa quen đã đi về mày tỏ tình xong rồi nó đéo đồng ý cái là thôi rồi. Cảm ơn người donate nha. Anh ở phòng trọ của em có vong làm theo để bắt cưa đôi tiền phòng bây giờ. Ui, thật á? Có vong á? Bịt bại em sợ ma vãi lồn. Các bạn có biết là các bạn có biết là bằng mắt thường các bạn sẽ không thể nhìn thấy vong. Nhưng nếu như các bạn tò mò mà các bạn muốn nhìn thấy vong, các bạn hãy lấy điện thoại ra, tắt hết điện đi, quay một vòng xung quanh phòng của các bạn, sau đấy xem kỹ lại cái clip đấy để xem phòng mình có vong không. Nếu như các bạn xem kỹ rồi mà không thấy gì thì chúc mừng bạn. Nếu như mà các bạn thấy một cái mặt người nó không rõ, không có mắt, không có quần áo ấy, thì các bạn sắp ăn lồn rồi đấy. Các bạn đã nghe bao giờ nghe đến cái trường hợp bị bóng hiếp dâm? Tức là có trường hợp bị bóng đè đúng không? Nhưng mà có người lại còn bị bóng hiếp dâm. Đi có mẹ vãi cả lồn thật. Ôi mình nghe con bạn mình kể choáng vãi lồn. Đi mà nghe sướng vãi lồn. Có mà, có luôn ấy. Suốt ngày nó bị đi mẹ, cứ đêm ngủ là nó bị đi mẹ bóng đè hấp diêm, kinh vãi lồn. Mình nghĩ là chắc là đéo phải đâu, chắc có thằng nào chui dưới gầm giường ấy, cứ ngủ nó lên là nó hấp diêm. Con bé chắc có thể phê quá nên là đi tưởng tượng ra câu chuyện. Nhưng mà có thật đấy, thấy nhiều người bị rồi, đéo phải riêng bạn mình bị đâu. Layer Fear không sợ không lấy tiền, em lại đéo xem kênh anh từ ngày xưa. Anh phá đảo con mẹ game đấy rồi. Game đấy đi tìm 6 cái mảnh đéo gì, hộp sọ rồi là ra người rồi là các thứ đem về hoàn thành một bức tranh đúng không? Bịt mẹ một game hài, đéo sợ gì cả. Anh nói quan điểm của mình về vấn đề tâm linh đi không? Vấn đề đấy là vấn đề mà anh nghĩ là anh sẽ không nên động vào. Tâm linh là một cái gì đấy cũng chả ai kiểm chứng được. Tuy nhiên là anh là người tin và anh sẽ không nói về vấn đề đấy. Tại vì anh không hiểu sâu nên là anh không nói. Em và người yêu nói chuyện dừng chuyện yêu để học vì chúng em đang 12, anh cho em ý kiến được không? Vãi cả lồn này. Có, chắc chắn là có. Cái vấn đề là yêu đương ảnh hưởng đến vấn đề học hành, chắc chắn là có. Cái đấy thì đúng, quỹ thời gian của các bạn sẽ bị chia ra, đầu óc của các bạn sẽ bị chia ra, các bạn thì phải đéo tập trung được vào một việc.
nhưng mà nó sẽ có hai hướng, một là theo hướng tích cực và hai là theo hướng tiêu cực, nó ảnh hưởng theo hướng nào thôi, đấy là do các bạn chọn. Thì các bạn yêu với nhau, các bạn động viên nhau học hành, xong rồi các bạn vào nhà nghỉ ôn bài với nhau, các bạn vừa phang nhau, các bạn vừa cầm sách lên đọc. Đi mẹ có nhiều cách để các bạn đi mẹ giúp đỡ nhau học hành vãi lồn ra. Hiệu quả thì chắc chắn là nó sẽ cao rồi. Kiểu như là đi mẹ mày vừa phang nhau vừa làm bài tập, ui đi mẹ mày nghe nó hấp dẫn vãi lồn, muốn hôm lồn nào cũng đi. Đơn giản vãi lồn thôi. Còn các bạn nghĩ là nó ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng thế thôi. Bài gì vậy, hay quá. Trời, đi mẹ mày chẳng nghe lại hát cho các bạn nghe bài này. Ờ nhờ, hay là làm bài nhỉ. Đi mẹ. Giờ thì em ở hai ta và chia đôi. Mọi người một nơi chia cách hai. Bên này hát thoải mái mà đúng không? Hay là làm bài ta? Đi phải, nhưng mà đêm rồi. Đi phải mà đêm ngồi giống như thằng điên ấy, đi phải bị dở hơi ấy. Thôi không hát đâu, ngại lắm. Không hát, không hát là không hát. Ngại lắm. Ngại lắm, không hát đâu. Nó bị đau họng nữa. Thôi không hát đâu, hát vờ vật, hát hò đéo gì. Không được, đau họng lắm. Với cả là dạo này mình bị làm sao ấy, mình không hát được. Micro đâu rồi? Không biết cái micro đi đâu rồi. Thôi không hát đâu. Ôi bịt mày, tự nhiên đêm rồi. Thôi để hôm nào 10 giờ hát đi, 12 rưỡi giờ về hát để hàng xóm chửi chết mẹ luôn. Không. Alo. Alo. Các bạn nghe gì không? Alo. Hi. Alo. Làm live show nhạc cổ nè. Live show 8x nè. Ờ, thực ra hát bên Nono này cũng hợp lý. Tại vì bịt mày sẽ đéo có ai cắt clip được. Lớp 12 mà lỡ trịch rồi, giờ phải làm sao ơi. Đi mẹ em trịch thì có làm sao đâu, đi mẹ em đã có bầu đéo đâu mà phải lo. Đi mẹ ok kiểu đi mẹ em như trịch nhau là đi mẹ em lây dịch bệnh cho chết cả dòng họ ấy. Alo. Mặc dù đầu ấp tay gối thì tâm trí của em vẫn không thuộc về anh. Lương tâm em đổi thay bởi vì em thích vui hơn là yêu. Vì đời là thế, tiền bạc vật chất đã thay lòng con người. Cuộc sống mấy ai hiểu được, đâu là ngay, đâu là sai lầm. Nếu biết trước anh thà không mơ, anh thà không yêu, thì giờ đây anh có bối rối cũng chỉ là quá đường. Giọt nước mắt chảy ngược đã làm anh tổn thương rất nhiều. Giọt nước mắt chảy ngược, hỏi tại sao em không công bằng với anh. Giờ em đã hai mặt, bỏ đi thật xa, vô tư bình thường. Giờ em đã quay về, biết đắng biết cay, chút lấy tình đời. Uầy, mẹ mày, nghe nó thấy lồn nào chưa? Alo, nghe nó bị thấy lồn nào ấy đúng không? Nó bị ngượng ngượng ấy, ngại vậy thôi. Bài này lâu rồi. Đừng tin
Vào lời ong bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Đừng theo phù phiếm xa hoa, đừng gieo nên tội là kẻ bạc tình. Làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngay để còn biết mà yêu. Lòng người đổi trắng thay đen, vì sao em lại làm kiếp đa tình. Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian, giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đắng cay. Quay về đi em hỡi, em đã sai hay làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Hình như sai tông đúng không? Sai tông đúng không? Sai đúng không? Địch con mẹ. Hỏi thì phải ông nào mà biết bài này thì cũng lâu vãi lồn rồi. Đầu 9X, hiểu không? Cuối 8X, suốt ngày quẩy nhạc của lồn này. Vào lời ong bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Đừng gieo phù phiếm xa hoa, đừng gieo nên tội là kẻ bạc tình. Làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngay để còn biết mà yêu. Lòng người đổi trắng thay đen, vì sao em lại làm kiếp đa tình. Giống như con thiếu thân lao vào trò vui thế gian, giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đắng cay. Quay về đi em hỡi, em đã sai hay làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Mệt vãi lồn, đủ đéo được, mình già rồi. Đêm rồi đi mẹ mày mệt lắm. Alo. Gọi mẹ anh nhá. Hãy thắp ánh sáng trong hồn tôi khi ưu tư đang chất đầy, vì tình em đổi thay. Bao nhiêu mơ ước đã tan dần, cuộc tình đã mất, thật xót xa. Tôi như chơi vơi trong biển khơi, sao em ra đi không quay lại, để lòng tôi nát tan. Con tim khô héo trong mỏi mòn, nhạc điệu ân ái nay còn đâu. Thật đớn đau trái ngang lòng tôi mang, cùng cuối đá tôi chết giữa ngàn khơi. Đéo được rồi các bạn, chịu, bó tay. Nếu ai đã từng được nghe chuyện tình yêu trên khắp thế gian, chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu tổ thị. Đôi uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm,
Nhưng bỗng ngày kia tiếng sét ngang trời, tiếng sét kia là ác mộng, họ cùng chung huyết thống anh em. Quá choáng váng về số phận, chàng trai đã cất bước ra đi, mang bao niềm đau. Nàng bồng con đứng trên đỉnh núi, trông mong người đi phương trời xa, người đàn bà hoa đã chờ chồng nghìn năm, nhưng người đó đã không quay về để nàng sống hóa thân mỏi mòn. Người đàn bà hóa đá vì lòng thủy chung còn sắc son, câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau. Người đàn bà hoa đã chờ chồng nghìn năm, nhưng người đó đã không quay về để nàng sống hóa thân mỏi mòn. Người đàn bà hoa đã vì lòng thủy chung còn sắc son, câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau. Thực ra như này này, lúc nào hát ấy, bịt mẹ mày phải uống rượu say vào hát nó mới hay. Bịt có mẹ mày đây vừa ngủ dậy, bịt mẹ mày bắt ngồi hát phải cả lôi. Thấy nhá, đây là tôi trả nợ xong rồi nhá. Từ bây giờ trở đi là bịt mẹ mày anh em đừng bắt tôi hát nữa. Thôi, bài nữa đéo ấy, điên rồi bịt mẹ mày. Mình like từ lúc 12 giờ kém 15, bịt mẹ bây giờ là 1 giờ kém 15 là mình hát được 1 tiếng rồi đấy các bạn. Đi vãi lồn, con hát tiếp, hát đéo ấy. Thế được rồi, vừa vừa thôi. Hôm nào hát tiếp. Hay là giả nợ xong rồi, xong rồi thì bạn khi nào mà đi bạn livestream muộn thì các anh em cứ tổng hợp vào xong rồi mình lại giả nợ tiếp. Thế nhá. Thiếu 10 bài ông bị điên à? Bịt mày. Hát solo dân Minh Khai á. Thôi, chơi bời đéo với dân Minh Khai thì bạn dân Minh Khai thì bạn ăn học đầy đủ. Hát thế đéo nào lại. Hát xong tụi mất 1000 view đấy, các bạn thấy không? Ít mẹ. Thực ra mình hát thì cũng đến nỗi nào đâu, nhưng mà không ai công nhận tài năng của mình cả. Thế nó hơi buồn. Thì lại chả hát một tiếng. Ít mẹ mà nãy giờ hát đi đủ tiếng con mẹ rồi. Ít mẹ tua lại mà xem, có vẻ hát được tiếng rồi không? Ít mẹ công quá đáng vãi lộn thể công. Bắt tôi hát xong thì mẹ đến lúc tôi cố hát vãi lộn xong công đéo công nhận. Ông Tuấn đẹp trai nhá. Hết thời stream mời đi hát kéo kéo. Mình đang rủ thằng Piu với thằng Xe Me thu âm một bài hát đi mẹ cho nó vui. Để đời khi mà mình còn trẻ, giọng hát mình vẫn còn có thể bịt mẹ mày bộc lộ ra được, thì mình nên thu âm một bài để làm kỷ niệm.